Rồi, chào bà con cô bác nha. Hôm nay ngày 26 tháng 12 nha. Cây Lokia. Lokia tên máy của nó là 1032 nha. Cái này RAM 2 bộ nhớ 16 GB. Cái này chắc Lokia 3 gì đó. Cái này bán 500 ngàn nha. 500 ngàn. Còn Samsung J2 Prime nha, RAM 1 GB dưới, bộ nhớ 8 GB nha. Android thì những dòng Samsung J2 Prime đều coi Bluetooth đỏ, Zalo được hết nha. Cái này Android 6.1, những dòng trên 5 chấm là tải được Bluetooth đỏ rồi. Cây này đẹp nguyên cây nha. Máy là đẹp nguyên cây, vỏ sườn màn hình đều đẹp hết. Cây này thì bán 350 nhé, 350. Còn J2 Prime vỏ xấu thì giá 250, vỏ xấu nhé, 250. Còn Samsung J7 Prime nhé, RAM 3 bộ nhớ 32 GB. Cây này thì bán 700 ngàn đấy nhé, 700 ngàn. Samsung J7 Prime vỏ xấu nhé, nó vỏ rất xấu luôn, bán 700. Còn J7 2016 màn hình thì rất là đẹp luôn. Những dòng máy cũ màn hình như vậy là đẹp lắm rồi nha. Sáu trăm ngàn nha, Samsung J7 2016 bán 600 ngàn, RAM 2 bộ nhớ 16 GB, Android thì còn ok hết nha. Android là trên mấy dòng này là Android rất là tốt nha. Rồi cây màu vàng cũng là J7 2016 nhé, cũng giá 600 ngàn nha. Những dòng máy này là mình đổ đồng giá luôn, J7 2016 mình đổ đồng giá 600 ngàn cây, mua 10 cây cũng giá 600 ngàn cây. Còn Samsung A6 cộng, Samsung A6 cộng cây này thì RAM 4 bộ nhớ 32 GB, phần mềm Android cũng cao nha, Android cũng trên 10 chấm. Cây này nó bị lỗi mặt kính nha. Cái này mặt kính máy ảnh thì chụp vẫn còn đẹp nha. Cái này bán 800 ngàn nha, Samsung A6 cộng 800 ngàn. Còn Samsung J500 nha, RAM 2, RAM 1 GB dưới, bộ nhớ 8 GB. Cây này cũng tải Bluetooth ok nha, Android cũng trên 6 chấm luôn. Cây này bán 450 nha, 450. J500 nha, vỏ nhìn tương đối khá nha. Còn Oppo F5 RAM 4 bộ nhớ 32 GB, cây này thì bán 700 ngàn. Oppo F5 bán 700 ngàn, RAM 4 bộ nhớ 32 GB. Cây này vỏ nhìn cũng đẹp nha. Đó, nhìn vậy là cũng tương đối khá rồi nè. Còn Samsung J5 2016, Samsung J5 2016 cây này Android cũng rất là tốt luôn, hay gọi là J510. Cây này RAM 2 bộ nhớ 16 GB, Android trên 7 chấm. Cây này bán 450 nha, màn hình thì hơi ám nhé. Đó, màn hình ám nha, bán 450. Oppo F7 nha, Oppo F7 RAM 4 bộ nhớ 64 GB. Tên máy là Oppo F7. Ai muốn mua máy bên mình á thì mình không có ghi số nha,
nên là mình chỉ có đọc đời máy rồi RAM bộ nhớ. Còn thông số thì mấy thông số máy hay là đời máy bao nhiêu đó thì bà con cứ đánh lên mấy cái tên máy này nha. Là đánh cấu hình của tên máy, như cây này là đánh cấu hình Oppo F7 thì nó sẽ ra vào Google đó. Hỏi bà Google bà chỉ cho. Cây này bán 900 ngàn nha, Oppo F7 bán 900 ngàn. Cây Redmi 5 Plus RAM 3 bộ nhớ 32 GB. Tên máy là Redmi 5 Plus nha. Nó đánh cái chữ Redmi 5 Plus. Cây này thì bán 700 ngàn nha, 700 ngàn, vỏ thì còn cứng cáp nha, mà nó bị râm râm, dạng như lớp sơn của nó bị râm râm thôi, nhưng mà máy còn rất cứng, bán 700. Cây Redmi 5 Redmi Note 5 nha, Redmi Note 5, cây này RAM 4 nha, bộ nhớ 64 GB, cây này thì bán 85 ngàn nha. Cây này bán 800 ngàn. Ai muốn thông tin thì đánh Redmi Note 5 bán 800 ngàn. Là vỏ xấu nha. Nó vỏ nó xấu mấy góc nha. Bán 800 ngàn. Còn Redmi S2. Redmi S2, cây này RAM 3 bộ nhớ 32 GB. RAM 3 bộ nhớ 32 GB, tên máy là Redmi S2, cây này bán 700 ngàn. Samsung J8 nha, Samsung J8. Cây này nó cũng còn zin luôn á. Đó, vỏ sườn cũng là zin luôn á. Cây này thì bán 900 ngàn nha, Samsung J8 RAM 3 bộ nhớ 32 GB. Bán 900 ngàn. Còn Samsung J7 Prime, cây này thì màu trắng nha. Cây này màu trắng. Đó, màn hình thì nó hơi bị đây chút xíu thôi, nhưng mà nhìn còn rất là đẹp luôn. Cây này bán 700 ngàn nha, 700 ngàn, RAM 3 bộ nhớ 32 GB nha. Samsung J6, Samsung J6 hay gọi là J600 đó. Ai muốn biết thông tin thì đánh cái J600, chứ không có đề J600 nó sẽ ra J6 cộng, J6 Plus tùm lum nhé. Cây này bán 750 nhé. RAM 3 bộ nhớ 32 GB, Samsung J6. Cây này cũng còn rất là chắc luôn. Còn Samsung Note 4 màn hình ám. RAM 3 bộ nhớ 32 GB. Samsung Note 4 màn hình ám, RAM 3 bộ nhớ 32 GB, Android cũng trên 6 chấm luôn. Cây này thì bán 500 ngàn nhé, tải Bluetooth cũng ok nhé. Còn ai muốn màn hình đẹp thì cũng có nhé, nhưng mà bên mình là màn hình đẹp là có màu trắng thôi. Màu trắng có mấy cây màn hình đẹp thôi. Đó, cây màn này màu trắng nhé, Samsung Note 4 cây này màu trắng bán 600, còn màu đen thì giá 500. Còn Samsung C7 RAM 4 bộ nhớ 32 GB. Tên máy là Samsung C7 nha, Galaxy C7 nè. Android thì cao rồi. Cái này bán 900 ngàn nha, 900 ngàn Samsung C7 nha. Máy cũng còn chắc. Cây này pin cũng trâu, bơm hàng cả tuần mấy này rồi mà vẫn còn pin luôn.
Samsung A70, Samsung A70 RAM 4 ấy, RAM 6, bộ nhớ 128. Samsung A70, tên máy là Samsung A70 nha, RAM 6 là bộ nhớ 128. Vỏ thì nhìn tương đối nha, chứ không có đẹp nha. Cây này bán 1,6 triệu nha, 1,6 triệu. Samsung Z7 Pro, rồi cây này thì RAM 3, bộ nhớ 32GB, bán 800.000. Samsung Z7 Pro bên mình thì có hai màu nha, màu vàng và màu đen. Cây này bán 800.000, Samsung Z7 Pro màu đen cũng RAM 3, bộ nhớ 32GB luôn. Nokia 5 Plus, 5.1 Plus đó, ai muốn đánh thông tin thì đánh Nokia 5.1 Plus. Đã nhớ cúc đầu mình đánh chứ cấu hình nha, thì nó sẽ ra cấu hình của dòng máy nha. Cái này RAM 3, bộ nhớ 32GB. Cái này nắp sau thì nó chày nha, nắp sau chày. Cây này bán xẻ luôn nha, nó chày vậy mình bán 700.000 luôn. Nokia 5 Plus. Còn Samsung A20, cây này RAM 3, bộ nhớ 32GB, tên máy là Samsung A20, RAM 3, bộ nhớ 32GB. Cây này thì bán 1 triệu, Samsung A20. Còn cây Samsung A20 này thì rẻ hơn, cây Samsung A20 này thì giá 800.000 thôi, 800.000 Samsung A20. Đó, có hai cây nha, cây 800 và cây 1 triệu nha. Còn VMAX ROG 2+ nha, VMAX ROG 2 cộng là cấu hình của tên máy của nó nha. Nó đánh cấu hình ROG 2 cộng là nó ra cấu hình máy. Còn tên máy, đời máy của nó là VMAX. Cây này thì bán 800.000 nha, 800.000. Cây Tab 8 nha, cây Tab 8, cây này nhỏ nhưng mà nó có vỏ nè. Cây này thì Android nó 11 chấm, Android 11 chấm. Còn tên máy là Tab 8, Vilate Tab 8. Cây này thì bán 800.000 nha, 800.000. Cây này bộ nhớ nó 32GB, bán 800.000. Màn hình thì 8 inch nha. Còn Huawei T310, Huawei T310 nha, RAM 2, bộ nhớ 16GB nha. Tên máy là T310 nha, Android thì trên 7 chấm. Cái này thì bán 800.000, Huawei T310. Vỏ là đẹp nha, cái này đánh bát lên là còn đẹp nha, chưa có lau chùi đánh bát. Còn Samsung Tab E nha, Samsung Tab E thì có hai cây nha. Cây này thì Android thấp nha, Android có 4.4 nha, còn cây này Android 6 chấm. Thì hai cây giá nó cũng khác nhau, cũng là Tab E thôi, cây này 500 và cây này 600. Cây này màn hình cũng còn đẹp nha, vỏ nó màu đen, thường thường nó bị mất cái nắp đậy sim thôi, còn nắp đậy sim thì còn xài nhé. À, chưa sạc pin, để lát mình sạc cái pin. Cây này thì có 500.000 nha, Android 5.4.4 là tải được Bluetooth màu xanh nha, vẫn coi được Bluetooth đàng hoàng nha. Cây Tab 10, Tab Maxell Tab 10 nha, cây này thì Android 7 chấm, tên máy là Maxell Tab 10.
Đó, số tên máy là Maxell Tab 10, cây này thì bán 600 ngàn, 600 ngàn. Đó, màn hình thì mình đọc chung chung là 10 inch thôi nha. Còn ai muốn biết chính xác á, tại vì cũng có nhiều người ký lướng, người ta muốn biết chính xác là bao nhiêu inch. Thế nhiều khi nói 10 inch thì có 9 inch 8, 9 inch 9 người ta cũng thắc mắc. Còn mình cứ nói chung chung nó là 10 inch, ai muốn mình biết chính xác thì cứ vô đây mà coi hỏi chị Google. Còn cây tab EB355, cây này thì Android 7.1, xài Bluetooth là rất ok luôn. RAM 2, bộ nhớ 16 GB, màn hình thì hơi ám nhé. Cây này cũng pin cũng rất trâu luôn. Cây này bán 600 ngàn nhé, 600 ngàn. Còn Maxell Tab 10e, dòng Tab 10 thì nó rất là nhiều đời nha, không biết lúc bấm ở đâu luôn, lúc bấm mà nó chạy đi đâu mất tiêu luôn. Đó, cây này thì RAM 3 nha, bộ nhớ 32 GB. Tên máy là của nó là Tab 10A nha, còn màn hình là rất là đẹp nha. Màn hình để phông nền này nó màu này nha, còn nó là màu trắng, phông nền nó màu trắng nha. Cây này thì bán 1 triệu nha. Đó, mặt sau của nó thì bị dao cứa chày chày. Nó mấy ông nội chơi đá mấy ông cào. Cây này bán 1 triệu. Cây Tab 4, Samsung Tab 4 nha, cây này thì bán 900 ngàn nha. Samsung Tab 4 cấu hình Android là 11 chấm, chạy cũng còn rất là mượt luôn. Đó, cấu hình rất là đẹp luôn, Android 11 chấm luôn. Đó, tải Bluetooth cũng rất là ok luôn, chạy cũng rất là lẹ luôn nha. Cây này bán 900 ngàn nha, 900 ngàn, cấu hình rất là đẹp luôn. Cây Tab 4 nha, Samsung Tab 4 Android 11 chấm bán 900. Còn Tab 10 Pro, Maxell Tab 10 Pro nha. Nó Tab 10 nó rất là nhiều đời, mỗi đời nó có cái giá trị khác. Đây là Tab 10 Pro, cây này cũng bán 600 ngàn luôn. Bán 600 ngàn Tab 10 Pro nha. Cây này Android 9 chấm, bán 600 ngàn. Màn hình có rất đẹp nha, không có chạy chỗ nha. Còn nắp sau của nó thì nhìn tương đối khá thôi chứ không có đẹp. Cây Tab 10 4G nha, Tab 10 4G, cây này thì RAM 2, bộ nhớ 16, Android thì cũng 10 chấm luôn. Dòng này thì cấu hình nó cũng cao, cấu hình Android rất cao. Nó nắp sau của người ta chế cháo tùm lum tùm lưa hết nha. Cây này bán 85 ngàn đấy nha, bán là nắp xấu nha, nào trừ hao tiền nắp xấu ra bán 800 ngàn. Rồi, như thường là ai mua thì chốt cái cạc Viettel nha, 50 ngàn, shipper tới nơi thì trừ ra, ai chuyển khoản 100 ngàn mình bao ship, còn ai chốt hai cây một lần mình bao ship nha. Còn mua bên mình đừng ngại gì cọc cọc thì mình cũng trừ ra, tại vì mình ngừa là ngừa những người xấu người ta bơm hàng thôi, chứ còn mình đàng hoàng đường đường chính chính thì cứ cọc shipper tới nơi trừ ra. Còn ai chuyển khoảng 100 ngàn bao ship, còn ai chốt hai cây một lần mình bao ship luôn. Rồi thời gian chốt hàng 3 4 ngày hoặc là shipper tới nơi mà có bị hư hỏng dập bể gì đó thì điện thoại là mình hỗ trợ ship cái khác, thì tiền cọc của bà con thì vẫn còn nguyên thôi. Rồi chào bà con cô bác nha.